phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi quần thể di tích cố đô huế theo đó quy mô lập quy hoạch bao gồm kinh thành huế chùa thiên mụ văn miếu và võ miếu hổ quyền và voi ré đàn nam giao điện hòn chén các lăng dục đức tự đức đồng khánh thiệu trị khải định minh mạng gia long và trấn hải thành Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Được biết, nhiệm vụ lập quy hoạch nói trên nhằm xác định vai trò, vị thế của quần thể di tích Cố đô Huế trong chiến lược phát triển đô thị di sản thừa thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành trực thuộc đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Các dự án gồm Telephone, The, Pôn, The Hoàng Cầu, The Palai, Louis Nguyễn Văn Huyên, The Leroy, Quảng An Tây Hồ, The San Rafael, Hoàng Bài, Tân Hoàng Minh Đại Cổ Việt, The Jardin Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chấp thuận không tiếp tục lập quy hoạch chi tiết đối với 137 nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo sở này, trong đồ án quy hoạch phân khu và các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố hiện nay, những nút giao thông nói trên chỉ xác định được vị trí nút giao, chưa định hướng được dạng thức giao thông Cụ thể, chúng chỉ thể hiện dưới dạng vòng tròn, không thể hiện đủ thông tin về dạng thức, vi phạm danh giới nút giao nhằm phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực và đầu tư xây dựng nút giao, đồng thời làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những người dân có công trình và quyền sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch nút giao. Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi diện tích đất hơn 1 hectare tại xã Long Tân, huyện Nhân Trạch đã cấp cho công ty cổ phần DIC Đồng Tiến dùng để làm xây dựng dự án khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Nguyên nhân là do công ty này đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai được xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng là vi phạm điểm Y khoản 1, điều 64 luật đất đai năm 2013. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Long Tân có trách nhiệm giao quyết định thu hồi diện tích đất nói trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết sẽ giữ lại khoảng 820 ha rừng vừa tới chu kỳ khai thác để cân đối độ che phủ rừng khi thực hiện các công trình giao thông. Được biết, động thái này của tỉnh Lâm Đồng nhằm cân đối bù lại diện tích rừng mất do làm đường và bị một số hộ dân chiếm sai quy định. Trước đó, tỉnh này đã xử phạt nhiều trường hợp người dân chiếm đất rừng sản xuất với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí với công ty cổ phần nghỉ dưỡng Côn Đảo. Theo đó, công ty này sẽ thuê môi trường rừng tại khu vực Bãi Ông Đụng, Sở Rẫy, thuộc tiểu khu 5758 Vườn quốc gia Côn Đảo với tổng diện tích là 120 ha, được biết giá cho thuê là hơn 237 triệu đồng một năm. Thời gian cho thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hợp đồng và sự tuân thủ phương án quản lý rừng bền vững. Nhiều người dân tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang liên tục cầu cứu các cơ quan chức năng vì một trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn xã liên tục xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường mà không bị xử lý. Theo đó, trang trại bị phản ánh có quy mô gần 3.000 con của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sơn PC. Ông Phạm Hữu Tình, trưởng phòng môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng xác nhận trang trại này chưa có hồ sơ đánh giá tác động môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý xử phạt 111 cơ sở vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Nhiều người dân tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vô cùng bức xúc khi nhà văn hóa xã bất ngờ bị biến thành xưởng may. Theo phản ánh, gần 2 tháng nay, trong khuôn viên nhà văn hóa xã Quỳnh Hoa bất ngờ xuất hiện một xưởng may công nghiệp. Cụ thể, xưởng may này có tất cả 56 công nhân, các sản phẩm được sản xuất tại xưởng là hàng xuất khẩu sang nước Nga. Theo ông Hồ Minh Chiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa, xưởng may bị phản ánh được xã cho doanh nghiệp mượn để hoạt động, chứ không phải cho thuê. Được biết, doanh nghiệp được ưu ái này là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phú Linh có trụ sở tại xóm 1 xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tổ chức. Sở này cho biết, trong năm 2021 đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thu hơn 10.800 trên 12.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, đồng thời trong công tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định trình Ủy ban dân thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất